bào nếm mùi phong ma biển đó là cẩn thân tiền lợi. Thank you.
tuyến đường môi dâng câu tiên vạn chúc lời về phòng mình. Phong phong nguyệt nguyệt đi à, đó là
lưu phản điều tiên ơn cái thời tận tiên trên bảo sao có gần tật tật định nghi hoa nghi đào hồ nằm ngoài ý nghi a mười phân đi mười phân xa còn em xa sáng ngô liệu phản đi sai còn kèm xa ông bảy mươi phân đi còn đẹp sao bảy mươi phân nhì sáng thấy mơ khoai đã vào đông vào ông bảy mà rất buồn ông lại đưa ban ý đưa vào với tôi quần tiên nông bảy đưa vào ông tô mỹ hoa quan nam mỹ tào cùng nghi quan bắc nghi đầu dù trần đi gian nhi nay ông nghĩ ra ông cho nước tiên đi tây
tay hết vui chân đi. Này ông đi ra ông cho nước Việt Nam đầy hết vui chân thành nghi cao rồi lại người phần nọ chân được thanh cao. Chữ công nghi dung nghi chữ nghi đức nghi khuyên gì để từ con đây mà chân con đây vòng bãi đâu quỳ sơn lâm xin ông hoàng bảy độ chỉ ông chứng nghi cho lại ông. Ông nghe hết 12 cô rồi ông về lại ông. Bài say mày say thập nhì các cô tiên làm nghỉ cô nào cô ấy sửa sang về đây theo cầu. Bằng đến cô nàng cà nghỉ ma nước cha tàu nghỉ nhấp nhì vào vừa ý gần đi được rồi cô ấy ban khen đi. Bày hoàng ở trên đất Lào Cai cô nàng tốt đến nhà trăm bề còn hẹn cô phiêu du bỏ tay mọc nương. Sắc một mảnh nguyên nín đi khiến cô nàng nằm đi dập đi hồ nguyên đi kèo cổ xiêu thuốc lá cảnh thiên đỗ ai dám đi. Ông nghe hết 12 cô lại ông tình lên lưu nghỉ cô nắng gió tình lên cô thuận là lưu nghỉ dẫn ông một phò quân để ông đi chân ông. Này cúc đàn đông đi tiên cô nàng bày miệng nghề ca tay gầy cũng làm đi tượng thật đón đi nà dâng đôi lượt nà có tám của ông nghi dâng nghi đôi lượt nà hai tay của trài chuột đi thật đi nà gió khéo đi tay còn bốn ni cô còn bốn ni cô yêu điều không ai dám tay. Ông về thiên đi ra ông tám bát ngàn con dân văn đi ông chín đất vườn một con thịt cười thấp thoáng ý trắng xanh cành hồng Nghệ An có đức anh linh giang trần. Vân tiên mượn cánh chim hồng ê ê
không phải ngày hôm nay bái tinh ông về đèn nhang nhang kho chân nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô trong chân khí có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Minh Hoàng vô ngữ đồng phép thời lục trí thân thần thông chết
biết ông mười gia, ông ban lộc, ông ban tài. Đúng đó. Ông cho công danh cho sự nghiệp không kém ai ở trên đời. Cô Tuyền ơi, muối đã mặn thì để ngàn năm còn mặn. Đúng đó. Mà gần già chín tháng hưng vẫn còn cay. Họ Trần con hôm nay tình thì cũng nặng mà khi ở cũng dày. Xa xôi từ trong Nam đàn xứ nghệ, ông cùng vô đây để ngự đồng. Cây cầu trang tiên ni, các kẻ cứ nhớ cây cầu trang tiên thì bên ngọc long lanh. Năm cửa ô thì phải về bến kinh thành, trong Nam đàn xứ nghệ thì vang nức danh tiếng ông hoàng mười. Sáng ngày mai ông cho đầy nhà. Họ Trần đi ơi, họ Trần đi ơi, xin nghĩ ở cho lành. Họ Trần con ơi, đã ở mà cho kiếp này mà tu được đức, xin để dành cho các thầy cô. Trên ông nghĩ trời có phù ai đâu, ở trên ông trời có phù mà ai đâu, sợ nguyệt mà nhớ ông cho sở cầu được tông tâm. Dây áng mây vàng trên trời xanh, dè áng mây vàng tươi to. Lại ông văn đang xuôi, ông cứ nghe hết văn này ông.
điều ông mới vân vặt vai. Đâu được làm chân nóng dập đôi vân ni hài, cô cả dâng thảm ngự tiên cô nàng đôi đi theo hầu, tiên cô nàng đôi đi theo hầu. Ông nghe hết 12 câu. Tiên cô nàng với gối xem theo sau, tiên cô nàng gối xếp mà theo sau, đất lì mà quê có thỏi, cô tiêu thêm trầu chuốc nghi hoàng mười sợi. Sao cứ đầy với cả lòng nghề hoang nghèo. Họ thể có nói và nghĩ tiến cô nàng mười, tiến cô nàng mười à. Họ thể còn nói nghĩ vàng thơ ngâm một cục khiến lòng hoàng cứ lâm ngà lâm ngà. Còn đôi cô đi ban tài cô đi.
lòng nghĩ gần để xa cho đời. Đứng trên đi ngàn rừng xanh ngăn ngắt thấy cô về, ngỡ tương vật vần bà Quỳnh nắm tay cô đôi đàn đi biển nghỉ lại ca ngân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi vẽ màu sắc hoa màu tím xanh tím vàng xanh rực châu ngàn xanh rực cô lên ngàn xanh cô xinh như hoa cô đẹp như hoa sáng thiên yêu giang thiên yêu kiều làn da trắng ngần ngần mây trần đắng mi cô đã về đây ban phúc gần xa cắp hết cho mọi nhà thiếu phần nàng y hầu
sắm đồi thì dòng hồ dòng hồ qua đón đôi hai dâng hương nghi dâng nghi nước dâng vòng tay y dâng đôi đường ngà làm lễ dâng hương cô về đồng làng lễ dâng hương cung cung khấn vái người phương cô chỉ thấy dâng cung cấm quang hàng à, cung cấm quang hàng rời phải mùa xuống xuống ra ngưỡng đầm cổ chúa mơ bồng thiên dòng thiên ái đồ bên đi thiên dòng thiên ai đổ bên cô tô nửa đêm cô ba nghe tiếng chuông chuông chùa đền An Sơn nổi tiếng hò chân cô bước xuống thuyền hoan bạch nhất cô ba ơi hoan du hò bạch nhị cô dâm nhịp du bạch ba cô về ta hoan cô ở lại ra du hòn cắm cô trèo qua du trèo từ trèo từ hoan 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 du hoan vì ta thì tìm sơn nước nước ở lại là qua sông nghỉ hàn cơ đỏ thượng thiên cơ xanh thượng ngàn cơ trắng phải phù cơ vàng tâm trai hai năm tháng năm đi vì đêm quan đề ngủ hai bốn tháng sáu bảy yên quan đề ta cô bơ sực nhớ xa tới mặt tìm lấy lấy cha lấy mẹ lấy danh lấy thiệt lấy tiếng chó đầu họ tới bên rồi cô ơi xin cô gác mái trèo ơi xin cô vô chúng con rước cô lên đền hoan lại họ được nào múa lượn khéo tay kêu lên trên ngàn địa múa lượn khéo tay khác kỳ nào như thể đàn chim bay y chim bay giữa ngàn
Đêm thanh nghiền giữa các cây hàn tay tiên na cô lạy cung đàn na ra na thương cô độ ơi độ người cách nghĩ chờ biển phương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô đi tới đâu hoa đó đông quả đưa voi quỳ hồ phục trên ni đàng cô sáu cho tiền tốt lụa dày bông đồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa.
xưa thanh đồng con khuya sớm cùng thờ ý. Cung cấm quang hà, cung cấm quang hà,
trong uống cổ tình hiểu tình dành làm đi tiên cô về trên ngàn lưng lấy đền đông uống nghi đã dày thần nói chẳng nghiên vặt nước hình ngay tiên cô bé ra vào hậu cần việc trong ngoài cần ni mẫn khuya mẫu bàn ni cho coi xong các kỳ tòi nhờ tay cô bé ông nghĩ già cả ngày thêm xanh alo alo giờ tí hiện hình cô bé lái vượt đến gành nghề thác nghe cái gành con có thác khi trẻ mà bắt đi dịp họ qua đi ý. Thank you.
chúc mong rằng mình Oh, my God.
chia khô nành che nắng che mưa, che cho để tình bốn mùa được giàu sang, phù cho trong tiền tốt lụa nhiều ý. Bên kịch đang bố quạt đi vượt bầy đàn khá vui chơi, cô bé dậy vòi kêu bố bắt cầu ý à. Một chơi bốn nghỉ xuân hạ đồng ý rừng giang rừng nước y cho tới rừng thông chi rừng vầu ngắm tay độc mộng đua nhau bề nay vượt muôn trùng nghìn thác nghe tay gành con xa nghe nước chảy đã mòn đi ai. Tuần nhang dâng văn sử tích đi tam đường và tiên hồ đi cho đời. Nào tơ lụa nghề vai rồi linh nghề tía đủ mặt nề hàng nghề chẳng nghề thiếu thức nghề chi chiều chiều quay gánh ra đi công nghề đòn gánh nhớ quay đi cho đời. Bạn đi làm nghề nhẹ gót thanh nghi thang nghi suối khe đôi núi gập ghềnh phải từ cô đem đến đi ấm tình ngược suối đi. Dòng nước dòng
lăn bánh quay đi cho đời. Nào thơ lụa vài rồi tinh tía, bù mặt hàng gặp thiếu tức chi. Ý à thank you.
nhan tập kỳ diệu thanh quang chiếu thập phương. A di đà phật giảng kim phục hoàng lần lần thánh chúa tiên phục vương nghe. Khám xét văn đền cục về khám xét văn đền đi tả văn hiếu võ lượng thăng đáo đàn quân bộ văn võ hai hàng.
mà chưa thấy đò đâu. Đò ơi, chờ cầu tươi sáng với chân trước nhanh xuống đò, giơ tay cầu vẫy gọi cây các ghế ơi, lần sau lại mưa đông. Bàn thành ra hồi cũng tương chiều. Thank you.